Lại nữa, này thiện hiện, tâm của Đại Bồ Tát ấy kiên cố hơn chất kim cương. Giả sử tất cả hữu tình trong hàng hà xa thế giới chư Phật khắp mười phương đều hóa làm ác ma, mỗi mỗi chúng ma ấy lại hóa ra nhiều ác ma như vậy. Các ác ma này đều có vô số thần lực. Nếu các ác ma này có sử dụng hết thần lực, thì cũng không thể nào cản trở Đại Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát ấy đã đắc phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì biết tất cả pháp đều bất khả đắc. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai pháp, thì tất cả ác ma không thể nào làm cản trở vị ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được. Thế nào là hai? Một là quán sát các pháp đều không, hai là không xả bỏ các loại hữu tình. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai pháp, thì tất cả ác ma không thể làm trở ngại vị ấy tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu được. Thế nào là hai? Một là nói ra điều gì đều có thể làm được, hai là thường được chư Phật hộ niệm. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì các thiên tử thường đến lễ kính, gần gũi cúng dường, thăm hỏi, khuyến khích, nói như vậy: lành thay đại sĩ, muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà thì phải siêng năng trụ vào không vô tướng vô nguyện. Vì sao? Này thiện nam tử, nếu siêng năng trụ vào không vô tướng vô nguyện thì có thể làm chỗ cậy nhờ cho tất cả hữu tình không có chỗ cậy nhờ, làm chỗ quay về cho kẻ không chỗ quay về, làm người cứu giúp cho kẻ không người cứu giúp, làm chỗ hướng về cho kẻ không chỗ hướng về, làm nhà cửa cho kẻ không nhà cửa, làm hòn đảo cho kẻ không hòn đảo, làm ánh sáng cho người tối tăm, làm tai mắt cho người điếc mù. Vì sao? Này thiện nam tử, vì an trụ vào không vô tướng vô nguyện như vậy, tức là an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Nếu có thể an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, thì mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Thiện hiện nên biết, nếu Đại Bồ Tát có thể trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu như vậy, thì được chư Phật hiện tại trong vô lượng vô số vô biên thế giới khắp mười phương ở trong đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức của Đại Bồ Tát ấy, gọi là an trụ vào công đức chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Thiện hiện nên biết, như ta ngày nay giảng nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu cho đại chúng, ở giữa đại chúng tự nhiên hoan hỷ tán thán khen ngợi tên họ và các công đức của các Đại Bồ Tát Biểu Tràng, Bồ Tát Thi Khí, vân vân, và các Đại Bồ Tát khác hiện đang ở chỗ Phật bất động để tịnh tu phạm hạnh trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, gọi đó là an trụ vào công đức chân tịnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác ở vô lượng